VTV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Và trong video hôm nay, VTV xin phép chia sẻ cho quý vị một câu chuyện mà chắc chắn rằng khi nghe xong thì nhiều quý vị, cô chú, anh chị sẽ cảm thấy là cái câu chuyện này cũng đã lâu rồi, cũ rồi. Thế nhưng mà cũ về cái vấn đề thực tại thì rất khó giải quyết nha quý vị. Bởi vì thực tế có nhiều người muốn đưa con em của mình qua Mỹ và cũng có nhiều người thân của mình bên đó bảo lãnh. Nhưng mà khi bảo lãnh con em mình qua Mỹ thì đã xảy ra rất nhiều cái sự việc không mong muốn. Và từ đó dẫn tới là gia đình rồi tình cảm anh em trong gia đình chấm dứt từ đây. Cái câu chuyện đó tức là bảo lãnh cháu gái sang Mỹ thì tình cảm gia đình chị em chấm dứt. Bởi vì tình nghĩa chị em họ hàng với ông Dũng. Ông Dũng là con ông chú ruột bà Hương, nhận chăm sóc con của ông Dũng từ Việt Nam gửi sang đi học. Cô cháu thì mới 17 tuổi thôi cho nên vẫn cần người giám hộ. Và bà Hương thì sống tại tiểu bang Texas, định cư cùng với người chồng Mỹ từ năm 1973. Sau đó thì ông bà đã ly dị. Bà Hương thì một mình nuôi hai con cho đến khi mà họ trưởng thành, thì hai con của bà cũng đã lập gia đình và ở riêng, cho nên cái căn nhà trở nên trống vắng. Và bà đã đồng ý cho con của ông Dũng sang ở cho vui cửa vui nhà. Còn phòng trống mà cháu gái thì lại có ăn uống đáng bao nhiêu đâu. Thì bà nghĩ như vậy thì bà Hương tìm được một cái ngôi trường trung học tư nhân ở gần nhà và có lo thủ tục cho cháu nhập học. Sau khi mà nhận được cái thủ tục I-20 thì bà Hương lập tức gửi về Việt Nam để mà cô Trang xin visa đi Mỹ. Và cô Trang thì được cấp visa. Ngày ra phi trường đón cháu thì bà Hương đã rất vui, bởi vì thấy cô cháu vừa xinh đẹp rồi trắng trẻo, lại ăn mặc giản dị, rồi còn lễ phép chào hỏi đàng hoàng, Chứ không như những thanh thiếu niên bây giờ ở bên này. Trước đó thì bà cũng đã sửa sang lại cái căn phòng bỏ trống và thay mới toàn bộ đồ đạc ở trong phòng, tạo cái điều kiện tốt nhất. Và với cái mong muốn là cháu học thành tài nên người, để ba mẹ cháu nở mày nở mặt với họ hàng hai bên ở Việt Nam. Thì thời gian đầu, cái cô Trang này siêng năng cùng với bà Hương đi chợ nấu nướng, tôn trọng cái chốn riêng tư của cháu gái, thì bà Hương không bao giờ mà vào phòng cô cháu hết á. Kể cả khi mà cháu đi học lẫn khi mà cháu có mặt ở nhà. Thấy cháu chỉ có đi học rồi về nhà, ít khi đi chơi, thì bà Hương này thi thoảng cũng có hỏi rằng là bạn bè của cháu có nhiều không? Nếu mà thấy buồn, có cái đứa nào chơi thân thì cứ mời về nhà, bác không có cấm cản gì, nhưng mà phải thật là thân thì mới về nha. Dù đã nghỉ hưu rồi nhưng mà bà Hương không ngừng hoạt động xã hội. Và ngoài cái thời gian mà giúp việc trong nhà thờ thì bà còn tham gia nhiều chương trình khác, cho nên là cũng hay vắng nhà. Thì thấy cái cô cháu ngoan ngoãn cho nên là bà cũng yên tâm khi mà giao nhà cho cháu để đi từ thiện hoặc là đi thăm bạn bè xuyên bang, thậm chí là đi cả tuần. Mới về năm đầu tiên thôi nhưng mà trôi qua khá là yên ả. Sang năm thứ hai thì cái cô Trang này thủ thỉ với bà Hương, với bác đó là rằng cho cháu đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt được không bác? Bác cho hoài thế này thì cháu cũng ngại lắm. Bà Hương nghĩ chắc là cháu tìm được một cái việc gì ở trong trường, chứ ai mà dám nhận sinh viên nước ngoài vào làm việc. Mà cũng phải thôi, nó cũng lớn rồi, lại là con gái, cũng có nhiều thứ để chi tiêu. 200 đô trên một tháng của mình đâu có đủ cho cái nhu cầu của cô con gái mới lớn. Thế là bà Hương đồng ý cho cái cô Trang này đi làm với cái điều kiện là không được sao nhãng chuyện học hành. Thời gian mà cái cô Trang này đi làm thì bà thấy là hay thấy cái cô này cô về khuya, có khi là tận 10 giờ đêm, bà ấy vẫn còn phải thức để chờ cửa đó. Thì cái lý do mà cái cô cháu này đưa ra rằng là phải làm overtime đó. Cái công việc mà chịu khó làm thêm thì mới nhận được, chứ bà Hương nghĩ bụng và cũng thấy thương cho cái cô cháu gái. Và một hôm thì ngồi ăn chung, bà Hương có phát hiện thấy cái đôi móng tay của cô cháu nó là lạ. Sao mà nó dài bất thường mà lại vẽ loè loẹt ở trên đó. Thì bà nhìn thấy cái đôi móng của Hương đó, của Trang đó, thì cái cô Trang mới nhanh chóng giải thích là cái mẫu này mới nhất đó bác, cháu làm thử để cho khách thấy thích mà làm theo. Thì lúc đó là bà Hương bà tá hỏa, thì ra là gì, cháu bà đi làm neo chứ không có phải làm gì ở trong trường đâu. Rồi Trang phân bua và giải thích cái móng này là móng giả, cháu có thích như vậy đâu, nhưng mà mình phải làm mẫu cho khách họ thấy
họ làm, họ thấy đẹp thì họ mới chịu làm. Dù không hài lòng nhưng mà bà Hương cũng đành im lặng, nhưng mà cảm thấy rất là bứt rứt ở trong người. Thì một ngày nọ sau cái chuyến làm từ thiện 2 ngày thì bà Hương có về đến nhà từ 9 giờ tối, nhưng mà mãi 11 giờ đêm mà vẫn chưa thấy cái cô cháu đâu. Gọi điện thoại thì cháu lại không nghe máy. Và bà Hương này có lên phòng và thấy rằng là chìa khóa dự phòng, mở cửa một lần nữa thì bà Hương đã tá hỏa, phát hiện rằng cái căn phòng của cái cô cháu gái xinh đẹp của bà vào tay cô cháu gái này thì lại biến thành một cái gì đó mà bà không thể nào diễn tả được. Chăn mền, rồi quần áo, rồi vứt lung tung trên giường. Bàn học thì không hề có sách vở, giấy bút mà la liệt nào là đồ ăn, thức uống rang dở, rồi đồ trang điểm, rồi những cái chai sơn móng đó, một mùi khó tả xộc lên. Thì bà Hương nhìn xuống gầm giường, một đống chén dĩa rồi thức ăn thừa đã ôi thiêu rồi, có thứ còn mốc meo rồi khô quánh lại. Và chịu không có nổi thì ngay lập tức là bà Hương đã đóng sập cửa lại. Và ngay trong tối hôm ấy thì bà Hương không hề ngủ được. Đã lâu lắm rồi bà không dùng đến viên thuốc ngủ nào, nhưng mà đêm hôm đó bà phải dùng đến nó. Định bụng là ngày mai là thứ bảy thì cái cô Trang kia nghỉ học là bà sẽ làm cho cô ấy một trận tơi bời, tới đâu thì tới. Thì vào 7 giờ sáng ngày hôm sau thì bà Hương thức dậy, nhìn ra ngoài là thấy một cái chiếc xe hơi lạ ở trước cửa nhà mình. Cửa phòng của cái cô cháu gái thì vẫn im thin thít. Và bà ấy tìm chiếc... tức là lúc đó bà lật đật gọi cho cháu là sợ có chuyện gì xảy ra. Thì đầu dây bên kia là một giọng ngái ngủ. Có chuyện gì vậy bác? Cháu đang ngủ ở nhà này. Không còn nể nang gì nữa. Và bà Hương đã đập cửa phòng của cái cô Trang này. Và khi mà cô ấy mở cửa phòng ra thì bà nhìn ngay lên giường và giật mình nhận thấy rằng một đôi chân lạ. Bà Hương đã bắt đầu hoa mắt. Bà có hỏi rằng đứa nào kia? Thì Trang trả lời dạ bạn của cháu, nó ngủ nhờ có một đêm thôi. Thế thì bà Hương mới hỏi nó là con gái hay con trai mà chân cẳng lắm lông thế kia. Thế thì cái cô Trang này mới trả lời là chẳng nhẽ thì cháu đi ngồi chung với con gái, chẳng nhẽ cháu lại là lét ở bác. Thế là bà Hương này mới tức giận quá, bà mới hỏi rằng là ai cho cháu mang trai về nhà bác hả? Và lúc đó Trang có nhớ lại là bà Hương đã từng nói rằng là nếu như mà có đứa nào thân thì mời nó về chơi. Thằng này thì thân nhất với cháu, nó đang thất nghiệp, nhưng mà được cái là người Mễ, quốc tịch người Mễ thì làm sao mà nó có quốc tịch mới bảo lãnh được cho cháu. Khi mà chúng cháu lấy nhau, nhưng mà cháu mới 18 đang còn đi học mà nó lại đang thất nghiệp. Thế thì bác Hương này bác giật mình với những lời nói của cái cô cháu gái. Và bác hỏi rằng là thế bây giờ chúng mày cưới thì lấy cái gì mà ăn. Thế là cái cô Trang này cũng hồn nhiên có phân bua lại rằng ui giời bác cứ lo, bây giờ ở Mỹ mà không sợ chết đói đâu bác. Đến lúc này á, thì bà Hương bà cảm thấy ù tai choáng váng, bà cảm thấy sốc luôn quý vị. Bà đem cái chuyện này kể cho người em nghe. Lúc đầu thì cái ông Dũng này còn trách móc bà Hương là tại chị thôi, sao chị không dạy cháu để nó giao du với mấy cái thằng Mễ. Em ở bên này thì cũng có biết cái gì đâu. Nhưng mà cuối cùng thì ông Dũng này cũng thú thật là gì? Em đưa nó qua đấy học để sau này bảo lãnh cho cả nhà. Giấc mộng của em á, là thế đó. Bây giờ nó kiếm được đứa để nó ở lại, chứ cứ để cho nó muốn làm gì thì làm. Cái kết cục của câu chuyện này là không có ổn. Và khi mà cái cô Trang này đã quyết định là chuyển ra ngoài ở chung với cái thằng bạn thân người Mễ, quý vị nghe đâu á, là chỉ vài tháng sau thì cô ấy với lại một cái thằng bạn khác lại về ở với nhau. Về phía cái ông Dũng này, kể từ ngày mà con ông ra ngoài ở thì ông xem bà như người dưng nước lã, vì cũng đã làm điều làm cho ông thất vọng. Và bà Hương thì nhận ra rằng kể từ ngày mà cái đứa cháu đó quyết định, kể từ ngày mà bà quyết định đưa cái đứa cháu đón sang Mỹ để mà học hành đó, thì đó là một cái sai lầm của bà. Bởi vì tình cảm với người em thì đã chấm dứt từ đây rồi, bây giờ lỗi tại ai? Với cũng là hai cái nền văn hóa nó khác nhau, cái sự giáo dục nó khác nhau, và cả cái mục đích sống nó cũng khác nhau. Không thể nào mà đổ lỗi cho người này người kia, hoặc là người nhận nuôi cũng khó mà trách người gửi con sang Mỹ với cái mong muốn là chúng được học tập ở một cái đất nước có nền giáo dục tốt đẹp được, và sống trong một cái xã hội văn minh tiến bộ. Thực tế thì không phải cứ gửi con sang cho họ hàng ở Mỹ chăm sóc là không tốt.
Tuy nhiên rằng cái câu chuyện này ít nhiều cũng là những cái kinh nghiệm và giúp cho những ai mà đang có cái ý định nhận con cháu của người thân từ Việt Nam gửi sang để mà nhờ chăm sóc với cái lý do là họ hàng rồi anh em thân thiết, thì tốt hơn hết là nên suy nghĩ kỹ quý vị. Đừng để làm ơn rồi mắc oán. Có khi là rồi tình cảm cũng không còn, được lòng trước rồi mất lòng sau. Và quý vị cũng vừa được nghe xong cái câu chuyện về cái chuyện mà bảo lãnh người thân qua Mỹ. Nói chung thì cái kết nó cũng không được đẹp cho lắm nha quý vị. Đó là cái cô gái thì cũng đã bị người bác đuổi ra ngay khỏi nhà. Và câu chuyện mà cái cô gái này quen một cái người Mỹ có quốc tịch Mỹ đó thì cũng không đến đâu với đâu hết á. Sau đó vài tháng thì cũng đã chia tay rồi. Cuối cùng thì có lẽ là cái kết của câu chuyện thì quý vị cũng có thể đoán ra được một phần. Đó là gì ạ? Cái cô này thì chắc là nó cũng chưa có đi được đến đâu và đến đâu cả. Tất nhiên là dẫn tới cái vấn đề là gì? Người em ở Việt Nam thì cũng chấm dứt tình cảm với người chị ở bên Mỹ sau khi mà mọi việc nó không diễn ra thành công. Nói chung là cái vấn đề này thì mỗi người một quan điểm khác nhau. Có những người thì cho rằng là gửi người thân và gia đình thì sẽ tốt hơn, nhưng mà cũng có những người suy nghĩ là nó cũng khác đi nha quý vị. Thì đây là một cái câu chuyện mà VietTV muốn chia sẻ để gửi tới quý vị biết được cái vấn đề mà đi Mỹ bây giờ nó không hề đơn giản nha quý vị. Có nhiều khi là người ta sẽ dùng đủ mọi cách để có thể đi Mỹ bằng cái con đường hợp pháp hoặc là con đường bất hợp pháp. Nhưng mà cái đích đến cuối cùng thì không phải ai cũng được như ý, quý vị ạ. Và cái trường hợp ở trong video ngày hôm nay thì VietTV cũng như là câu chuyện này có một cái kết cục buồn dành cho tất cả những cái nhân vật ở trong cái câu chuyện này. Thì sau khi mà theo dõi xong câu chuyện này thì quý vị có ý kiến gì muốn đóng góp có thể để lại comment bên dưới phần bình luận của video. Xin được cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian để chúng ta lắng nghe và theo dõi nội dung của câu chuyện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.